Tại sao người khoan dung rộng lượng thường thành công? Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng tiếp xúc với người khoan dung và rộng lượng. Họ đơn thuần, không toan tính cho bản thân mà luôn nghĩ và lo lắng cho người khác. Ai cần họ, họ sẵn sàng dành thời gian để giúp đỡ và chia sẻ với người đó. Ai cần họ, họ sẵn sàng dành thời gian để giúp đỡ và chia sẻ với người đó. Những lời họ nói rất chân thật và thiện tâm, khiến người nghe cảm nhận lòng tốt và sự khoan dung toát ra từ họ. Chính vì thế mà họ đã truyền cảm hứng đến nhiều người, khiến người khác thay đổi suy nghĩ và trở nên quan tâm hơn đến mọi người xung quanh. Người rộng lượng được đánh giá là người thành công trong cuộc sống, không những trong các hoạt động cộng đồng, trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân. Điểm đặc biệt chúng ta có thể nhận thấy chính là bất cứ ai cũng có thể trở thành người rộng lượng cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền, giàu có đến đâu, chỉ cần họ thành tâm với người khác. Bạn cũng có thể là một trong những số ấy bằng cách trau dồi và rèn luyện tâm tính của mình. 7 lý do dưới đây sẽ cho bạn thấy lý do tại sao người sống rộng lượng lại thường dễ thành công. 1. Họ là người hạnh phúc. Người khoan dung rộng lượng sẵn lòng dành thời gian, tài sản và khả năng của mình để đóng góp cho gia đình và xã hội. Trái tim họ còn mở rộng hơn với những người xa lạ ở phương trời khác chứ không chỉ ở nơi họ đang sinh sống. Khi họ có dịp đặt chân trên vùng đất nào đó, họ đều tìm hiểu về người và cuộc sống người dân ở đó. Mục đích chủ yếu chỉ là giúp đỡ nhiều người. Đối với họ, hạnh phúc chính là cho đi hơn nhận lại. Đây chính là ý nghĩa nhân sinh xuất phát từ đáy lòng họ với người khác trong cuộc sống này. 2. Họ có cuộc sống thư thái. Nghèo và giàu luôn làm cho con người bận tâm và lo lắng. Cuộc sống chật vật và thiếu thốn hay đầy đủ và sung túc cũng đều khiến người ta phải bận tâm. Vấn đề giàu và nghèo thường gây cho một số người mất phương hướng và chọn lựa sai lầm con đường đi của mình. Kết quả thực tế cho thấy, có nhiều người đi theo lối sống lệch lạc, không chân chính, đi ngược lại với lương tâm và đạo đức. Người khoan dung rộng lượng dựa vào cái tâm chân chính của mình để sống, không của cải hay bạc tiền nào có thể ảnh hưởng hay mua chuộc được họ. Họ có thể kiếm được rất ít, nhưng họ không sống nô lệ cho đồng tiền. Họ có cuộc sống bình an và thoải mái vì họ không bị ràng buộc về vật chất. Họ có thể cho đi bất cứ thứ gì họ đang có. 3. Họ làm việc chăm chỉ. Đặc điểm chung của người rộng lượng là chịu thương chịu khó đối với bất kỳ công việc nào được giao. Họ cũng đặt mục tiêu trên bước đường đi của họ, nhưng với họ không tranh giành để thành công, không đi đường tắt, không trái với lương tâm. Họ quan niệm rằng mọi thành công không chỉ riêng cho họ mà với tất cả mọi người, đồng đội họ, nhân viên họ và toàn thể doanh nghiệp. Chính vì thế họ cấp trên được đánh giá cao, giao phó những việc lớn hơn. Vì sự tận tâm, tận lực với công việc, họ dễ nắm bắt được thành công. 4. Họ là người tử tế. Bạn hiếm khi tìm được những người rộng lượng mà không tử tế. Họ giúp người khác khi cần cũng như tạo điều kiện cơ sở cho người đó được thành công. Thật lòng mà nói, khi bạn tử tế với ai thì người đó cũng sẽ đối đáp với bạn như thế. Chìa khóa thành công của người rộng lượng là cho đi hơn nhận lại. Tuy nhiên, những điều họ nhận được còn lớn hơn rất nhiều những thứ họ cho đi. Nhà văn người Mỹ Zig Ziglar từng nói, bạn có thể có mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn giúp người khác có cái họ muốn. 5. Họ là người tự do. Nhà tù mạnh nhất trên thế giới này được xây dựng bằng sự tham lam, ham muốn và ích kỷ của con người. Những thứ không tốt đó như một sợi dây xích đang trói bạn lại, hạn chế tất cả niềm hy vọng và thành công của bạn. Điều duy nhất để phá vỡ những mắt xích này là tấm lòng bao dung và rộng lượng. Người rộng lượng tự do làm bất cứ thứ gì họ muốn, bởi vì hạnh phúc và thành công của họ không phụ thuộc vào những gì họ có, mà đó là những thứ họ cho đi. Bạn có nhận ra rằng những người rộng lượng thường có nhiều hơn những thứ họ cần trong cuộc sống không? 6. Họ có các mối quan hệ tốt đẹp. Điều rõ ràng trong các mối quan hệ của người khoan dung rộng lượng là sự bền vững và lâu dài. Phẩm chất và nhân cách của họ, sự thật lòng thật dạ, không tính đếm thiệt hơn khiến các mối quan hệ của họ ngày càng trở nên khăng khít. Ngoài ra, họ có tầm ảnh hưởng lớn đến những người trong các mối quan hệ của họ. Họ có thể thay đổi được những suy nghĩ và hành động không tốt của người khác. 7. Họ là người tin vào luật nhân quả. Nếu bạn không tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, đặt mình lên trên người khác, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật tuyệt, không những cho bản thân mà cho tất cả mọi người. Người khoan dung rộng lượng không xem trọng những thứ họ cho đi, ngoại trừ sự tự do không gò ép. Họ tự tin vào bản thân, họ tin rằng cuộc sống này không mất thì không được. Chính vì vậy, họ cho đi mà không hề toan tính.
Điều đặc biệt, người khoan dung rộng lượng rất tin vào luật nhân quả. Họ tin rằng thiện hay ác tất cả đều có báo ứng. Vì vậy, tham lam, ham muốn và ích kỷ không có trong từ điển của họ. Không có những lợi ích cá nhân nào làm ngăn trở họ. Họ làm tất cả vì mọi người bằng cả con tim và khối óc. Theo mạng thư viện. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.